Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tất cả pháp tánh tướng đều không, không sanh khởi, không thành tựu, không chuyển, không thể nhập vào tướng của pháp, biết tất cả pháp không tác động, không có khả năng thể nhập vào các hành tướng. Đại Bồ Tát này được thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, luôn luôn tăng trưởng căn lành thắng diệu. Nhờ tăng trưởng căn lành này nên có thể hành bố thí ba la mật đa để thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Mặc dù hành bố thí nhưng Bồ Tát vẫn không mong cầu quả báo của sự bố thí, tức là chẳng tham đắm quả báo thù thắng của sanh tử, chỉ vì cứu hộ kẻ chưa được cứu hộ và muốn giải thoát người chưa được giải thoát, nên các vị ấy siêng tu tập bố thí ba la mật đa. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm tu hành tịnh giới ba la mật đa, đem tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí để thọ trì tịnh giới, tâm không phát sanh tham sân si, không bị tùy miên ràng buộc, cũng không phát sanh các pháp bất thiện làm ngăn ngại bồ đề, như là san tham, ác giới, phẫn hận, giải đãi, tâm loạn, yếu suy, ác tuệ và ngã mạn, vân vân, cũng không phát sanh tác ý tương ưng với thanh văn, độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này quán tất cả pháp tánh tướng đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập vào các pháp tướng, biết tất cả không tác, không động, vào pháp, các tướng. Đại Bồ Tát này thành tựu